Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta gặp nhau ở phần 53 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 53 này là Sơ cơ rển. Sơ cơ rển là bốn người trai phi chi sàng là ở sân bay. Sư là lưu sử chiến chủ giờ đã ăn 60 cân quýt và chúng ta lưu ý là 60 cân quýt này là bằng 30 kg của mình thôi. Mình đọc lại nha. Sư cơ rỉnh, chai phê chi chẳng, là lưu sử chín, Và sau đây thì đầu tiên mình sẽ đọc trước một lần cho các anh chị và các bạn cùng nghe. Rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết nha. Ý yê xưa, sư dụ sư cơ y chỉ trung của chi 准备坐飞机，因为他们有六十斤橘子，太重了，上飞机要交三百元钱。他们觉得六十斤橘子要交三百元钱太贵了，他们不想交这三百元钱。 số gì khai sự trai phê chiắn lì sư trời xe chử dừ san sửa ven trung hồ thăm sư cơ rểnh vừa rồi mọi người nghe và nắm được nhiều không ạ Sau đây xin mời mọi người hãy nghe mình giải thích nội dung chi tiết của đoạn này nha Dĩ sự sư rư là vào ngày 14 tháng Giêng, ngày 14 tháng 1, dù xưa cơ rảnh, có bốn người y chỉ trai Trung của khuân miễn phê chi sàn cùng nhau ở sân bay à, thành phố Cung Minh của Trung Quốc y chỉ trai Trung của khuân miễn phê chi sàng khuân miễn là Cung Minh khuân miễn phê chi sàn là sân bay Cung Minh thì phê chi sàn có khi người ta nói tắt là chi sàn thôi cũng được rồi chuẩn bị cho phê chi là chuẩn bị ngồi máy bay hay là chuẩn bị đáp máy bay đi đâu đó mình đọc lại một lần nữa nha ý 14 sự sư chuẩn Yên tham minh bởi vì họ có lưu sữa chín chỉ giờ 60 cân quýt thì cân ở đây theo cái đơn vị đo trọng lượng của Trung Quốc thì cân đây bằng nửa ký nửa kg của mình như vậy là lưu sữa chín chỉ giờ 60 cân quýt là bằng với 30 kg quýt thôi thai trung là là nặng quá sang phái chí giao treo sang bài sang phái chí là lên máy bay giao treo là phải trả mình mua cái gì mình trả trả các cái phí dịch vụ cũng dùng từ chéo này giao giao là phải trả san bài duyển xển là 300 đồng tham minh chuyển tờ họ cảm thấy tham minh chuyện tờ lưu sử chiến chỉ giờ sáu mươi cân quýt giao chéo san bài duyển và phải nộp đến hoặc phải nộp hoặc là phải đóng đến 300 đồng hai quy là mắc quá thay quê là tham anh vui sẻn treo trơ san bài duyển họ không muốn phải trả tham minh pu sẻn họ không muốn treo là trả trơ san bài duyển sẻn là 300 đồng này số gì khai sự cho nên là bắt đầu bắt đầu ở đâu xong mới làm gì nha trai phê chi sẵn lì là ngay ở trong sân bay chứ trơ xe chỉ giờ ăn những cái À, những cái trái quýt này như vậy là bắt à, cho nên bắt đầu ăn những cái quả quýt này ngay tại sân bay luôn Giải phí trị sản lý Sán sữa phênh trung hồ Sán trung hồ sau 30 phút Khi mình nói một cái khoảng thời gian bao nhiêu phút Tức là thời lượng đó Thì chúng ta phải có thêm từ trung với đằng sau san sữa phênh trung hồ sau 30 phút Tham ăn cơ Bốn người họ Sư quản là lưu Đã ăn xong 60 cân quýt Tức là ăn xong được 60 kg quýt Và phần lưu ý là tự hô đó là bằng với gì hô Sanh sữa phân trung gì hô Hay là sanh sữa phân trung hô thì đều như nhau Hô là trong văn viết thường dùng hơn Vì nó gọn thôi chứ không có gì hết Và sau đây Thì xin mời mọi người hãy Đọc theo mình một lần nhé 一月十四日，有四个人一起在中国昆明飞机场准备坐飞机，因为他们有六十斤橘子。 太重了，上飞机要交三百元钱。他们觉得六十斤橘子要交三百元钱太贵了。 他们不想交这三百元钱，所以开始在飞机场里吃这些橘子。三十分钟后。 là lưu 60 Và sau đây, xin mời mọi người nghe mình đọc thật, uh, tương đối nhanh một lần để cho chúng ta làm quen với cái nhịp nhanh, nghe nhanh nhiều lần mới mốt mình nghe người bản xứ người ta nói nhanh thì mình sẽ không có bị bỡ ngỡ, mình có thể nghe được dễ dàng. Đây mình đọc nhanh một lần rồi kết thúc bài luôn nhé. 一月十四日，有四个人一起在中国昆明飞机场准备坐飞机，因为他们有六十斤橘子，太重了，上飞机要交三百元钱。他们觉得六十斤橘子要交三百元钱太贵了，他们不想交这三百元钱。 khai sự tại phê sản 30 trung hồ Và à đến đây thì mình kết thúc phần 53 của chương trình. Chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Cũng nhân đây chúc mọi người và gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé xin chào